Miệt Thứ Truyền Tình. Hôm nay, ngày 4 tháng 10 năm 2021, tỉnh Cà Mau ghi nhận 50 ca dương tính COVID-19 là người về từ vùng dịch. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 56 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 50 ca là người về từ vùng dịch bằng phương tiện cá nhân và đã được chốt kiểm soát dịch đưa đi cách ly ngay. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau cũng đã ghi nhận 9 ca dương tính từ những người đang sinh sống ở các địa phương khác trở về quê, nâng tổng số ca dương tính ngày 3 tháng 10 năm 2021 của tỉnh Cà Mau lên 22 ca. Và theo ghi nhận tại chốt kiểm soát trên tuyến quảng lộ Phụng Hiệp, xã Tân Thành, quốc lộ 1, xã Tất Vân, thành phố Cà Mau, từ đêm ngày 2 đến sáng ngày 3 tháng 10, có khoảng 3.000 người đi lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về quê. Trước đó đã có hơn 1.300 người dân tự về quê và con số này chưa dừng lại. Chốt trưởng chốt kiểm soát COVID-19 tuyến quảng lộ Phụng Hiệp, bác sĩ Phạm Minh Đức đã cho biết, những người về quê khi đến chốt kiểm soát phải thực hiện khai báo y tế, quét mã QR. Lực lượng y tế sẽ test nhanh cho bà con, đồng thời phân loại và sau đó đưa những người về quê đến các khu cách ly tập trung theo quy định của tỉnh. Vào chiều ngày 3 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt đã ký công văn hỏa tốc gửi các địa phương trong tỉnh, yêu cầu chưa áp dụng quy định về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ thời điểm 0 giờ ngày 4 tháng 10 vừa mới ban hành trước đó một ngày. Thời gian áp dụng sẽ được thông báo sau. Vì vậy, Cà Mau sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 và có một số biện pháp mạnh hơn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10, số lượng người dân tự về Cà Mau từ các tỉnh, thành phố trên 6.000 người, trong đó có nhiều người trở về từ các địa phương là vùng dịch. Kết quả xét nghiệm ngày đầu tiên cho hơn 1.000 người, vừa trở về đã có 25 người dương tính. Và dự báo trong những ngày tới, người dân sẽ tiếp tục về nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất cao. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã yêu cầu người dân không ra đường khi không có việc thật sự cần thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Và theo thông tin Miệt Thứ cập nhật được từ Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Cà Mau, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10, Cà Mau đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ khẩn trương xem xét chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiểm soát người tự phát trở về địa phương. Nội dung công văn nêu rõ, trong vòng 24 giờ kể từ 6 giờ ngày 2 tháng 10 đến 6 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2021, đã có trên 3.000 người tự phát về đến Cà Mau. Hiện nay, tại các chốt kiểm soát đầu vào của tỉnh, còn tập trung hàng nghìn người dân đang chờ được vào địa bàn tỉnh. Tỉnh đang tập trung tối đa nhân lực, tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất, các khu cách ly tập trung, các trường học trên toàn địa bàn để sắp xếp, bố trí nơi tiếp nhận, phân loại, cách ly, chăm sóc y tế và cung cấp đảm bảo các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, với khả năng cơ sở vật chất và nguồn lực của tỉnh đã quá tải, không thể đáp ứng được và không thể kiểm soát được người từ vùng dịch về địa phương trong những ngày tới. Bên cạnh đó, trong nhóm 1.281 người trở về trong ngày 30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10, tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và kết quả đã có 25 người dương tính với SARS-CoV-2. Nếu tình trạng người dân tiếp tục tự phát trở về địa phương như những ngày qua, thì trong một vài ngày tới sẽ vượt quá khả năng sắp xếp bố trí của tỉnh, khi đó bệnh dịch sẽ lây lan, bùng phát không thể kiểm soát được nữa. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ khẩn trương xem xét, chỉ đạo các lực lượng chức năng và các tỉnh thành trong khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm soát, kiên quyết không cho người dân được rời khỏi nơi cư trú, tự phát trở về địa phương. Và cũng trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau về việc giải quyết nhu cầu ra khỏi tỉnh của người dân. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã thống nhất việc di chuyển ra khỏi tỉnh không phải cấp giấy đi đường đối với các trường hợp như sau: người dân, người lao động, học sinh, sinh viên, các chuyên gia do giãn cách xã hội phải ở lại tỉnh Cà Mau, nay có nhu cầu về lại nơi cư trú hoặc đến các tỉnh thành phố khác để nhập học, lao động, công tác và không quay trở lại tỉnh Cà Mau. Và trường hợp địa phương nơi đến yêu cầu phải có văn bản cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau thì công dân hãy liên hệ với văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh với số điện thoại 0946 245 248 để được hướng dẫn cụ thể. Và tất cả các trường hợp di chuyển ra khỏi tỉnh phải có giấy cam kết di chuyển đúng lộ trình, địa điểm đến và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của tỉnh, thành phố nơi công dân đến, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là test nhanh hoặc xét nghiệm PCR.
đối với cán bộ công chức viên chức của tỉnh Cà Mau đi công tác, các tổ chức cá nhân do nhu cầu việc riêng phải ra khỏi tỉnh sau đó quay trở về thì phải được sự cho phép của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, có đơn đề nghị được Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc thủ trưởng đơn vị xác nhận gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là test nhanh hoặc xét nghiệm PCR, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của địa phương nơi đến và của tỉnh khi trở về. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng có công văn chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau về việc tăng cường thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện tại địa phương, trong đó tăng cường kiểm tra điều kiện các yêu cầu cơ sở vật chất cách ly y tế F1 tại nhà. Trường hợp sau khi kiểm tra, người được cách ly y tế có nhà ở, căn hộ, khu dân cư có phòng ở riêng phải ưu tiên thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định. Trường hợp không có phòng riêng thực hiện cách ly y tế cả hộ gia đình. Bên cạnh đó, thống nhất sử dụng các khu cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau để thực hiện cách ly tạm thời nhằm sàng lọc đối tượng, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của người được cách ly y tế nhằm điều phối cách ly y tế đảm bảo phù hợp theo quy định. Và tiếp theo là những thông tin khác mà Miệt Thứ đã cập nhật được tại tỉnh Cà Mau. Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định về việc tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Cà Mau kích hoạt lại các khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Cà Mau, trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường 9, thành phố Cà Mau, trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, phường 9, thành phố Cà Mau, trường phổ thông dân tộc nội trú, phường 1, thành phố Cà Mau, trường tiểu học Thái Văn Lung, huyện U Minh. Kích hoạt mới khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại trường trung học cơ sở Biển Bạch, huyện Thới Bình. Tổng quy mô các khu cách ly tập trung này là 1.155 người. Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, vận hành, sử dụng các khu cách ly đảm bảo an toàn, hiệu quả và bố trí lực lượng bộ máy quản lý phù hợp. Và theo báo cáo của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, ngày 4 tháng 10 năm 2021, tỉnh Cà Mau ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do nhiễm SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ đợt dịch thứ tư bùng phát tháng 4 năm 2021, đến nay tỉnh Cà Mau đã ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp tử vong do nhiễm SARS-CoV-2. Cũng từ đợt dịch thứ tư bùng phát đến ngày 4 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận 452 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hôm nay tăng 56 trường hợp so với ngày hôm qua, 3 tháng 10 năm 2021. Trong đó có 50 trường hợp từ vùng dịch trở về. Trong tổng số 452 trường hợp này, có 451 trường hợp ghi nhận ở khu cách ly hoặc khu phong tỏa và 1 trường hợp nhập cảnh. Trong ngày 4 tháng 10, có thêm 4 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã được điều trị khỏi và ra viện. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi ra viện trong đợt dịch thứ tư đến nay là 222 người. Cũng trong đợt dịch thứ tư này, đến nay có 14 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, toàn tỉnh Cà Mau còn tổng số 231 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị tại các bệnh viện. Trong đó có 3 trường hợp diễn biến nặng đang theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Trong ngày 4 tháng 10, có thêm 32 người hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Cà Mau trở về địa phương. Hiện còn 9.488 người đang cách ly tập trung và 3.416 người đang cách ly tại nhà. Tính đến 12 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2021, có 2.140 hộ đang cách ly. Và cũng trong ngày 4 tháng 10, có 9 ổ dịch không phát sinh ca nhiễm mới. Liên quan đến tài xế Nguyễn AT, hôm nay ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm liên quan đến tài xế này đến nay là 2 trường hợp. Liên quan đến ổ dịch tại chợ phường 6 thành phố Cà Mau, ngày 4 tháng 10 ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm tại ổ dịch này đến nay là 7 trường hợp. Ngày 4 tháng 10, tỉnh Cà Mau đã xét nghiệm RT-PCR tổng số 3.588 mẫu với 14.875 người, xét nghiệm test nhanh 3.519 mẫu với 6.248 người. Thông tin này đoạn này đi đập chơi các bạn ơi.
Và với những thông tin đã được cập nhật vừa nêu trên, Miệt Thứ hy vọng rằng đã cung cấp được một phần nào tin tức đáng lưu ý tại tỉnh Cà Mau, giúp cho bà con Miệt Thứ mình, những ai có quê tại Cà Mau và người thân đang sinh sống tại Cà Mau phần nào yên tâm. Chúng ta hãy cùng vững tin chống dịch Covid-19. Thì Cà Mau bây giờ cũng là rất vất vả các bạn ạ. Thì các bạn nếu mà đoàn đi ngang thì các bạn đừng đứng gần quay nha. Thì trong đoàn người có mình không biết bao nhiêu người nhưng mà rất đông, thì có người già người trẻ rất là cực các bạn, mất tích chị lắm họ mới trở về quê hương. Mấy anh lực lượng chiến sĩ công an rất là vất vả các bạn thấy không? Mình sẽ live stream ngắn thôi nha các bạn. Sáng đêm luôn các bạn, mong các bạn là luôn quan tâm và chia sẻ bớt cho cái khó khăn. Thì mạnh thường quân thì cũng thường hay vận động để gửi những phần quà ý nghĩa đến lực lượng chốt. Và bây giờ thì các bạn thấy không,